Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ung thư. Lý do khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vắng bóng thời gian qua là ông đang phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trung tâm Y tế quân sự Walter Reed, Mỹ ngày 9 tháng 1 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt từ đầu tháng 12 và phải nhập viện tuần trước do biến chứng y tế. Theo tiết lộ của bệnh viện, Bộ trưởng Austin đã trải qua một thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu vào ngày 22 tháng 12 hay phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư. Bộ trưởng đã được gây mê toàn thân trong quá trình phẫu thuật này. Bộ trưởng Austin phục hồi bình thường sau cuộc phẫu thuật và trở về nhà vào sáng hôm sau. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông được phát hiện sớm và tiên lượng rất tốt, thông cáo cho biết. Tuy nhiên, ông phải nhập viện tối ngày 1 tháng 1 do biến chứng y tế. Lầu Năm Góc đã không thông báo về tình hình sức khỏe của người đứng đầu cho tới tận ngày 4 tháng 1 vừa qua. Thậm chí Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo cấp cao cũng không hay biết về điều này cho tới khi Lầu Năm Góc báo cáo. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết, trong thời gian nằm viện, Bộ trưởng Austin đã bàn giao công việc cho cấp phó Kathleen Hicks. Ông Ryder nói thêm, trong tuần này, Bộ trưởng Austin đã làm việc trở lại từ trên giường bệnh. Ông Austin sau đó cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về việc chậm trễ báo cáo. Tôi nhận ra rằng tôi có thể làm tốt hơn trong việc đảm bảo công chúng được cung cấp thông tin phù hợp. Tôi cam kết sẽ làm tốt hơn, nhưng điều quan trọng cần nói là đây là thủ tục y tế của tôi và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định tiết lộ thông tin của mình, ông nói. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do xung đột Nga-Ukraine, xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Mỹ. Ông Austin chỉ đứng sau Tổng thống Biden trong hàng ngũ chỉ huy quân đội. Vai trò Bộ trưởng Quốc phòng đòi hỏi ông phải có mặt ngay lập tức để ứng phó với bất kỳ hình thức khủng hoảng an ninh quốc gia nào. Diễn biến này khiến chính quyền Tổng thống Biden đối mặt với nhiều sức ép từ Đảng Cộng hòa về khả năng điều hành. Một số nghị sĩ Cộng hòa đang đệ trình các điều khoản luận tội đối với người đứng đầu Bộ Quốc phòng vì cho rằng ông Austin vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức nhiều lần. Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận Tổng thống Biden không được thông báo về việc Bộ trưởng Austin nhập viện cho tới tận ngày 4 tháng 1 và cũng chỉ mới được báo cáo về bệnh trạng ung thư của ông Austin hôm 9 tháng 1. Tuy nhiên, ông khẳng định Tổng thống Biden vẫn hoàn toàn kiểm soát được chính phủ. Ông nhấn mạnh Tổng thống hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng Austin và hy vọng ông ấy sớm quay trở lại Lầu Năm Góc. Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden đã nói chuyện với Bộ trưởng Austin, hoan nghênh ông nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ không thông báo khi nhập viện đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, một trong những quan chức của chính quyền Mỹ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã phải nhập viện vào tuần trước do biến cố về hậu điều trị. Bất chấp những chỉ trích do ông che giấu thông tin về vấn đề sức khỏe, thì Tổng thống Joe Biden khẳng định không có kế hoạch cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sau khi ông này không báo cáo về việc phải nhập viện trong tuần trước. Đây cũng là lần nhập viện thứ hai của ông chỉ trong 30 ngày qua. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phải nhập viện ngay ngày đầu năm mùng 1 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, cho đến ngày mùng 4 tháng 1 thì Nhà Trắng và cụ thể là Tổng thống Biden mới biết thông tin trên. Hiện ông Austin vẫn đang nằm viện, nhưng không cần phải nằm điều trị tích cực và có thể điều hành công việc. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thông tin nào được công bố về bệnh tình cũng như phác đồ điều trị cho ông Austin. Việc ông Austin phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt sẽ làm hạn chế khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ, ví dụ như ứng phó với một cuộc tấn công bằng hạt nhân. Hiện cả Tổng thống Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ và ông Austin đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích và yêu cầu cách chức hoặc phải từ chức vì thiếu minh bạch và không có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Biden không có kế hoạch cách chức và bản thân ông Austin cũng không có ý định từ chức. Mặc dù vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, nhưng dư luận Mỹ vẫn lo ngại không rõ liệu ông này có đủ sức khỏe để làm việc hay không. Đây là lần thứ hai ông Austin phải nhập viện khẩn cấp trong 30 ngày qua mà không thông báo ngay trong 24 giờ như thông lệ. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm ngoái, ông Austin cũng đã phải nhập viện và Lầu Năm Góc cũng không công bố thông tin chi tiết về việc này. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 8 tháng 1, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án tư tưởng người da trắng thượng đẳng và bạo lực chính trị khi phát biểu trước các cử tri người da màu tại bang Nam Carolina trong chiến dịch tranh cử của mình. Người da trắng thượng đẳng là chất độc gây chia rẽ đất nước trong suốt lịch sử và tư tưởng này không được phép tồn tại ở Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nỗ lực trong việc giảm lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở người da màu và chống phân biệt đối xử về vấn đề nhà ở. Tôi cũng cảm ơn những cử tri da màu đã góp phần giúp tôi đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống.
Trong bài phát biểu của mình, thì Tổng thống Joe Biden cũng chỉ trích cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại đồi Capitol. Vụ bạo loạn này do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành nhằm lật ngược thất bại của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Bang Nam Carolina là bang chiến trường lâu đời trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhóm vận động tranh cử của ông Joe Biden cũng biết ông sẽ trở lại bang Nam Carolina trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vào ngày 3 tháng 2. Đây là bài phát biểu tranh cử thứ hai của ông Biden kể từ khi ông khởi động chiến dịch tái tranh cử. Trước đó vào ngày 6 tháng 1, ông đã khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang Pennsylvania, trong đó khẳng định rằng sẽ coi việc bảo vệ và duy trì nền dân chủ của nước Mỹ là cam kết trọng tâm của ông trong cuộc tranh cử lần này. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ chiều 8 tháng 1, theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức 7 giờ sáng 9 tháng 1 theo giờ Việt Nam, một chiếc xe đã lao thẳng vào một cổng bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington của Mỹ. Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết tài xế điều khiển phương tiện đã lập tức bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tổng thống Joe Biden không có mặt ở Nhà Trắng lúc vụ việc xảy ra. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Cơ quan cảnh sát và sở cứu hỏa Washington DC đã điều nhân lực đến hiện trường để đưa chiếc xe hơi ra khỏi đó. Một số báo cáo sơ bộ cho thấy các nhân viên an ninh không phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào khi khám xét chiếc xe. Tháng trước, một người đàn ông sống tại Delaware cũng đã nhận án tù sau khi lao xe vào đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đối tượng này sau đó được xác định là một người say rượu. Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng 4 ngày qua trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử diễn ra cuối năm nay. Trong bài phát biểu, ông Biden tiếp tục chỉ trích đối thủ tiềm năng của mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri gốc Phi. Tại nhà thờ Đức Mẹ Emmanuel, bang Nam Carolina, một trong những nhà thờ lâu đời và nổi tiếng nhất nước Mỹ, nơi tập trung đông cộng đồng người gốc Phi và cũng là nơi xảy ra vụ xả súng mang tính chất phân biệt chủng tộc làm 9 người thiệt mạng năm 2015. Tổng thống Biden khẳng định chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là chất độc đã chia rẽ nước Mỹ trong suốt lịch sử và tư tưởng này không có chỗ đứng ở nước này trong hôm nay, ngày mai hay bất kỳ lúc nào. Cũng nhân sự kiện phát biểu tranh cử, ông Biden đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cử tri gốc Phi của bang này, những người đã góp phần giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2020. Trong bài phát biểu, ông Biden tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ đối thủ tiềm năng, cựu Tổng thống Trump, khi liên hệ một số vấn đề thuộc về quan điểm đối nội và hậu quả của cuộc bầu cử năm 2020. Theo đó, sự thật và các quyền tự do cơ bản có thể gặp nguy hiểm nếu cựu Tổng thống Trump giành được một nhiệm kỳ nữa tại Nhà Trắng. Bài phát biểu thứ hai của ông Biden cũng cho thấy Đảng Dân Chủ đang xác định chiến lược chính trong chiến dịch tranh cử, đó là hướng dư luận cử tri coi cuộc bầu cử Tổng thống là một cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản hơn là vấn đề chính sách. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Biden đã không trọn vẹn khi bị gián đoạn vì đám đông phát biểu la ó kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, nơi hàng nghìn người Palestine đã thiệt mạng sau khi Israel mở chiến dịch quân sự đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hamas hồi đầu tháng 10 năm ngoái.